Xin chào cả nhà, đây là cái cây chanh dây của mình trồng trên đất nha cả nhà Đó, bữa giờ tại vì mình sang cái gốc nó từ cái bên kia mình đổ qua trên cái vàng đó cả nhà Cho nên là nó nói chung là nó 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 mới ra mọc lại thôi ha cả nhà ha. Nhưng mà hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái cách để mà mình nhân giống cái cây chanh dây bằng môi trường nước nha cả nhà. Trong môi trường nước đó tức là mình sẽ tách nó từ những cái chồi non mới nhú trên thân đó ha cả nhà. Cũng hoặc là cái ngọn của cây cũng được ha. Đó, nhưng mà thường những cái mắt Trồi, những cái nách chồi trên cái thân chính của nó đó à, cả nhà chỉ cần bẻ hoặc là khẩy thôi. Khi mà nó ra những cái nách chồi đó cỡ được khoảng uh, gần một gang uh, còn hơn nửa gang một xíu xíu thôi ha. Đó, khoảng gần một gang tay thì cả nhà bể nó hoặc là cả nhà lấy nó đi một cái là nó sẽ rớt ra thôi ha cả nhà ha. Rất là đơn giản. Thì từ cái cây con này đó, từ cái cây mà mình bể này đó thì mình sẽ nhân giống cho cả nhà coi để mà mình kích nó ra rễ bằng cách mình sẽ ngâm nó trong cái môi trường nước ha cả nhà ha tức là sau đó thì mình sẽ trồng nó bằng phương pháp thủy canh đó cả nhà thì khi mà kích ra rễ được rồi thì cả nhà muốn trồng thủy canh cũng được hoặc là ra rễ rồi cả nhà muốn trồng xuống đất cũng được ha thì bây giờ mình chia sẻ cái cách nhân giống thôi thì ở dưới đây thì cả nhà có thể là bỏ trong một cái uh, ly dù cả nhà đổ nước xâm sắp dưới uh, khoảng ba bốn phân cũng được ha còn ở đây mình trong cái chậu này mình có nước sẵn luôn nè cả nhà đó cái chậu này thì mình nuôi các con nè đó thì cả nhà chỉ cần á uh, bỏ xuống ha mình ngâm nước cho nó thôi đó cái mực nước cả nhà thấy không nó qua cái phần uh, gọi là cái phần gốc chút xíu thôi ha đừng có lên cao nha cả nhà nếu mà cả nhà bỏ lên cao quá là nó thúi đó nha ha nó úng và nó chết đó và cả nhà nhớ đặt cái chậu cây này trong cái môi trường thông thoáng không có ánh nắng trực tiếp nha cả nhà nếu mà có ánh nắng trực tiếp thì nắng nó nóng nóng là nước nóng thì nó làm cho cái cây thúi và cái cây chết đó ha, cả nhà ha cho nên mình phải tuyệt đối là đỡ trong cái môi trường thông thoáng nha cả nhà rồi sau khi mà có kết quả mình sẽ cho cả nhà biết ha cũng như mình cách nhiều lần mình đã chia sẻ cả nhà cách để mà mình nhân giống những cái cây khác trong cái môi trường thủy canh rồi nó cũng tương tự như vậy ha nhưng mà cái này á thì mình làm trong cái cái chậu mình có sẵn còn không thì cả nhà lấy cái ly cả nhà bỏ cho chút xíu nước vô cả nhà ngâm cũng được trong cái thời gian đầu thì cả nhà xiên thay nước cho mình ha ba bốn ngày đầu xiên thay nước về sau thì hai ba ngày thay nước một lần ha thì từ từ nó sẽ ra rễ thôi cả nhà rất là đơn giản. Cái phương pháp này mình nhân giống được rất là nhiều cây ha cả nhà ha. Hôm nay mình làm tới cái cây chanh dây này ha cả nhà ha. Để mình có thể là nhân giống cái cây nó rất là dễ dàng, mình trồng trong cái môi trường thủy canh cũng được mà mình trồng cạn cũng được ha cả nhà ha. Thì đây là cái kết quả của mình nhân giống được nha cả nhà khi bằng cái phương pháp mình trồng thủy canh đó cả nhà. Thì cái chậu này á cái cây này mình đã ngâm được khoảng là hai tuần hơn rồi nè cả nhà đó thì nó đã ra rễ rồi ha đó nó ra rễ quá chừng luôn cả nhà thấy không thì từ cái này đó thì mình có thể là trồng xuống đất cũng được mình trồng thành cây cạn cũng được còn không cả nhà muốn trồng theo phương pháp thủy canh thì cả nhà thay cái nước bằng cái dung dịch thủy canh cho mình ha đó thì cả nhà nhớ là đợi cái nước đó, nó vừa xăm sắp rễ thôi đừng có lên cao quá thì nó thúi ha đơn giản cái phương pháp trồng thủy canh thì nó cũng như vậy thôi cũng giống như trồng thủy canh mấy cái loại cây khác thôi ha thì từ từ nó sẽ ra lá và nó ra rễ ha rồi nó sẽ ra trái cái cây chanh dây thôi ha cả nhà ha đó thì theo phương pháp của mình cả nhà nhớ đăng ký kênh ha và chia sẻ giùm ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều